Phong trào khởi nghĩa Yên Thế là cuộc đấu tranh của nông dân Việt Nam cuối thế kỷ 19 chống lại thực dân Pháp xâm lược và chính quyền phong kiến tay sai. Với mốc son lịch sử là ngày tế cờ khởi nghĩa 16 tháng 3 năm 1884. Phong trào khởi nghĩa gắn với hình ảnh người anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử Việt Nam. Để tôn vinh, tưởng nhớ tới công ơn của Hoàng Hoa Thám và những nghĩa quân đã hy sinh cho cuộc khởi nghĩa Yên Thế, hàng năm, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ hội Yên Thế lấy ngày 16 tháng 3 là chính hội. Lễ hội được tổ chức gồm hai phần, phần lễ và phần hội. Phần lễ là nghi thức dâng hương, dâng hoa và tế cờ. Phần hội là các hình thức sinh hoạt văn hóa văn nghệ và các trò chơi dân gian như múa rối nước, múa lân, bịt mắt bắt dê, thi nấu cơm niêu, cưỡi ngựa, bắn nỏ, hội diễn văn nghệ, võ cổ truyền, cờ tướng, cờ người, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, hội trại thanh niên. Năm nay, lễ hội Yên Thế được tổ chức trong không khí tưng bừng phấn khởi khi khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhất trí đề nghị chính phủ công nhận là di tích cấp quốc gia đặc biệt. Mở đầu cho chuỗi hoạt động của lễ hội là lễ khai mạc Hội chợ Thương mại Yên Thế 2012 với trên 100 gian hàng trưng bày các sản vật đặc trưng của địa phương trong và ngoài huyện. Năm 2012 thì lễ hội Yên Thế, cái phần hội là có 19 cái nội dung. Thế thì có những cái nội dung mà năm nay rất mới. Ví dụ như cái màn võ sáo của các võ sinh. Thế và cái này thì là một cái nội dung rất mới và chúng tôi cũng đã cho các em tập luyện là cũng một thời gian rất là dài. Thế hoặc là cái nội dung thứ hai là chúng tôi vừa rồi thì chúng tôi cũng thể hiện cái tinh thần tức là quan họ là một trong những di sản văn hóa phi vật thể của Bắc Ninh, Bắc Giang. Thế và trong đó thì Bắc Giang còn rất nhiều cái làng quan họ cổ. Thì chúng tôi cũng đưa vào cái nội dung đó là cái việc hát quan họ cổ trên thuyền. Thế và toàn bộ những cái nội dung này thì được các diễn viên quần chúng của các xã, thị trấn tham gia rất là đông đảo và nhiệt tình. Ngay từ đầu năm, công tác chuẩn bị cho lễ hội đã được chú trọng. Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thế đã đầu tư kinh phí chỉnh trang lại khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, lát lại toàn bộ vỉa hè, trồng hoa cây cảnh tại khu trung tâm huyện, làm phần mái che khu sới vật, thi công lắp đặt tuyến đường điện chiếu sáng từ trung tâm huyện đi khu công nghiệp Phồn Xương. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ hội, các phương án đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự đã được hoàn tất. Huyện Yên Thế đang sẵn sàng cho ngày khai hội chính thức ngày 16 tháng 3 năm 2012.